bạn đã đến với kênh Đẹp Ghê Chưa. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm đó chính là mô hình xích lô làm bằng sợi nhôm. Như các bạn biết là xích lô là một vật rất là gần gũi với chúng ta. Hiện nay xích lô được người ta sử dụng rất là nhiều trong những khu du lịch hay những thành phố, người ta dùng du lịch để đưa những khách du lịch đi tham quan. Và đây là mô hình xích lô làm bằng sợi nhôm mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây, sản phẩm này được làm bằng sợi nhôm và kết hợp với những bánh chi làm bằng nhựa. Sản phẩm này được những nghệ nhân đặt thích tỉ mỉ để tạo nên sản phẩm như thế này, rất là đẹp. Bài chim ngưỡng này, bên này nó có cái dù chỉ nắng này. Và ở này nó có cái dây cô ro đạp này, chúng ta có thể đạp như thế này, cái xích lô nó chạy à, các bạn thấy á, chạy cái bánh xe này thì nó có thể chạy được. Sản phẩm là một đồ trang trí rất là tuyệt vời à, tương tự trên màn hình của bạn có xích lô như thế này rất là đẹp. Đây là trên chiếc lô này chúng ta có thể tìm một cái chậu hoa nhỏ thế này ở trên này, rất là sáng tạo. Thì cái sáng tạo của các bạn mà có thể tạo ra những các trang trí khác nhau. Trên bàn học, trên bàn làm việc hay trên phòng trên khách mà có những sản phẩm như thế này rất là đẹp. Sản phẩm này nó có chiều dài là khoảng 20cm, chiều cao là khoảng 12cm và chiều rộng là khoảng 10cm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.